Dạ, em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích xe đạp cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là phù hợp với túi tiền của mình các bác nhé. Nay em xin phép em lên một chiếc xe của hãng Grand, mã là XTC800 các bác nhé. Còn mới 95% trở lên. Đấy. Chuẩn là mới 95% trở lên các bác nhé. Nguyên bản 100%. Đây, nếu chiếc xe này hiện tại ở Việt Nam mà có bán, nó tùy vào từng model, tùy vào từng năm sản xuất các bác nhé. Thấp nhất bây giờ những con bản 2019, 2020 bây giờ là bán từ 15 đến 16. Có lơi còn bán hơn 16 đến 17 triệu cơ. Nó tùy vào từng lơi bán các bác nhé. Nhưng không có rẻ đâu ạ. Còn chiếc này của em là model của năm 2017 các bác, cuối năm 2017 nhé. Nó chỉ là model của 2017, nhưng thực tế người mua tận là 2020 cơ. Đạp được có vài lần rồi để không một chỗ các bác nhé. Đấy, cái model, model là một chuyện, còn sử dụng nó lại là một chuyện khác nhau các bác nhé. Đấy, nên tại sao chiếc xe này mới đến 95%. Em sẽ xin phép em nói qua chi tiết cấu hình của chiếc xe cho các bác, các anh chị em hiểu thêm này. Xe được trang bị nguyên bản theo xe, cặp phanh đĩa dầu thủy lực cao cấp của Nhật Shimano M396, tay đen, củ trắng các bác nhé. Bản này là rất cao, rất cao cấp. Nguyên bản theo xe là tay bấm đề cao cấp của Nhật Shimano Deore Lip 10 đĩa 3. Tay lái và cọc tay lái này cũng nguyên bản của hãng Grand luôn, bằng nhôm cao cấp siêu nhẹ. Đấy, chữ Grand còn in cả trên tay lái với cả bốt tăng đây các bác nhé. Đây, kể cả cái chụp zin 100% từng con ốc luôn. Đây, nguyên bản theo xe là chiếc thụt dầu cao cấp cũng của Grand luôn. Đây ạ, thông số đều in ở trên thụt. Tại sao em bảo là chiếc thụt dầu cao cấp của Grand? Bởi vì cái nền ti của nó các bác này, nhìn cái màu ngà óng vàng, óng vàng rất là cao cấp nhá. Những màu này là dành cho những chiếc thụt cao cấp, nó mới có tráng lớp mạ, lớp men cao cấp như này các bác nhé. Này, trên tay, trên vai thụt, trên tay lái nó có khóa hành trình thông minh Romotor. Thông minh là sao? Thông minh là các bác không phải vặn bằng tay dưới này như các xe thông thường, mà phải đây là bấm ở trên tay lái này. Đấy, các bác muốn đi đường, chẳng may các bác đi vào cái đường đẹp chẳng hạn này, không muốn tăng tốc nhanh, không muốn mất lực, không muốn mất đà, các bác khóa nó lại như này nhá. Đấy, còn các bác nào đi vào đường xấu, đường có ổ gà, các bác muốn nó nhún êm ái, không bị ê tay ê người, thì các bác ấn vào nút này mở ra luôn ạ. Đấy. Tiếp tục đến là xe được trang bị nguyên bản nhá. Đời này này rất là cao cấp và đồ rất chất. Bởi vì đây được trang bị nguyên bản là Meyer Shimano của Nhật nhá. Mã là M475 đây. Nó dập hẳn trên Meyer đây các bác nhá. Vành cũng vậy này. Nguyên bản theo xe vành Mavic, thương hiệu của Pháp. Đây. Cặp vành này nguyên bản các bác nhá. Đây là zin này, đời này là zin như thế này nhá. Các bác cứ lên kiểm tra là các bác biết ngay, củ phanh dầu của Nhật đấy ạ. Lốp cũng vậy nhá. Đây, lốp zin nguyên bản, lốp này còn mới trên 90% cơ. Các bác nhìn cái tanh lốp biết này. Đây, tất cả thông số đây, chữ ran, bánh 27.5 cũng in nguyên trên lốp, thì các bác biết nó mới như thế nào. Mới đến 95% cơ. Dây này, đi âm sườn nằm ở trong khung các bác nhá. Duy nhất một dây đi bên ngoài là dây phanh dầu ở phía sau, nhưng đi rất gọn, rất gọn nhá, rất tinh tế, nằm ở dưới thanh ngang của khung đây ạ. Đấy. Xe được trang bị đùi đĩa này, nguyên bản theo xe nhá. Đây, bằng nhôm, cũng cổ Grand luôn, cũng in luôn ở trên đùi đĩa đây các bác này. Bàn đạp cũng cổ Gian luôn này. Gạt đĩa trước Shimano Deore của Nhật. À, xe size M, thông số 27.5 SL Alux, thông số nhôm các bác nhá. Size M đây, cũng in ở trên khung đây ạ. Và tiếp đến quan trọng nữa là những xe ran chính hãng là đều có mã QR ở trên xe đây như này các bác nhé. Các bác có máy điện thoại thông minh, các bác chỉ đưa máy điện thoại vào đây, các bác quét phát là ra luôn là hàng chính hãng. Đó là những tiêu chí chuẩn của xe chính hãng các bác nhé, là phải có đầy đủ. Đây, toàn bộ đây, hầu như xe, quanh xe không có một vết xước đâu. Gọi là xước, xước ram, xước nhỏ, li ti như sợi tóc thì không tính. Tiếp đến này, Meyer sau cũng vậy các bác nhé. Em quay đây, Shimano FHM475 cũng in dập thẳng trên Meyer.
các bác biết này, Mayer Shimano của Nhật thì độ bền, độ trớn nó rất chi là cao cấp rồi. Đấy, bánh trước bánh sau đều khóa tháo mở bằng tay hết. Đây, củ phanh dầu Shimano của Nhật. Xe được trang bị củ đề cao cấp nguyên bản theo xe, Shimano DOR của Nhật lít 10. Đây các bác nhìn biết này. Đây, lít đi nhiều hay đi ít các bác nhìn nhá. Từ tầng 1 đến tầng 10 vuông thành sắc cạnh sáng luôn này. Các cạnh này phải vuông nhau các bác nhé. Còn những cái vết đây, là vết đây là vết dạng theo kiểu là mình vài ngày mình để một thời gian không đạp ấy, nó chỉ lên những cái oxy hóa nhẹ này thôi. Các bác chỉ đạp 1-2 lần, hoặc là ta chỉ xịt tí cái dầu diazen chẳng hạn thôi, vào đây thôi là nó sáng bóng ngay. Nhưng mà bên em chất lượng như ra sao, xe như thế nào là em nói rõ ngay từ ban đầu cho các bác biết nhé. Còn cái này thì đơn giản lắm, với thợ thì vệ sinh một chút chỉ trong vòng 5 phút là sáng bóng luôn. Nhưng đây là zin nguyên, có sao thì em cứ nói vậy. Mới hay không là nhìn ở cái mắt xích, chứ không phải là nhìn vào cái mấy cái vết nhỏ nhỏ này các bác nhé. Đây này, các bác nhìn tiếp clip bên dưới đây ạ. Đây, đây ạ, CSHG500 đây, Japan đây ạ, ngón tay em chỉ đấy nhá. Dập thẳng luôn cả vào clip luôn đấy ạ. Đấy, đùi đĩa bên này cũng thế này, nguyên bản bằng nhôm theo xe của hãng Grand luôn, cốt rỗng bạc đạn nhá. Bàn đạp cũng thế này, zin hết. Vành sau cũng vậy này, nguyên bản vành Mavic. Đời này các bác nhá, đời này là vành Mavic nguyên bản theo xe thương hiệu của Pháp. Đây, lốp sau cũng vậy đây các bác nhá, cũng cổ Grand hết này. Đấy, còn mới như thế này, toàn bộ xe hai lốp zin bản, mới đến 95%. Thì các bác biết là sử dụng cực ít, rất ít luôn, nhìn xe là biết. Đây em quay tổng thành cả cái xe cho các bác nhìn nhá. Size M, bánh 27.5. Xe này là phải người từ 1m6 trở lên các bác nhá. Nói chung là 1m65 trở lên đi thì tuyệt vời, đi rất đẹp luôn. Đây ạ. Đây, các bác nhìn đây. Các bác là nhiều lúc các bác bảo là, có thể là ông này ông kia tỉa tót hay thay thế đồ. Đây, em lại nói lại chỉ những cái chi tiết như này các bác hiểu này. Nó zin từ tay lắm cao su. Tay lắm cao su này các bác dùng nhiều thì các bác biết đấy, xe máy của mình dùng nhiều còn nó còn bị mòn, nó còn bị mất hết cái ma sát này. Nhưng mà bác nhìn cái tay lắm của xe này đi, zin từng miếng cao su, từng khe cao su nhỏ một chữ Grand này, hai đầu dập thẳng vào cái cây tay lắm cao su luôn, cả hai bên các bác nhá. Đấy thì các bác biết là xe nó mới như thế nào rồi. Lay em thanh lý với cái giá 9.500.000 nhá. Em nói rõ giá ở trên video và em cũng ghim rõ giá ở trên cái clip của em, cái nội dung bài của em nhá. Đây, chiếc xe thì cực kỳ chất lượng. Vâng, em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Ai quý mến đăng ký kênh ủng hộ em. Ai có ý kiến, ai có muốn tham gia góp ý em thì comment bên dưới. Em luôn xin lắng nghe và học hỏi mọi người ạ. Bản thân em bán xe thì tâm là chính ạ. Tất nhiên đó là vì cuộc sống, về nghề của em. Nhưng có sao là em nói vậy ạ. Đấy, chứ em không có thể nói sai được ạ. Nói sai cũng chỉ bán được 1-2 cái thôi, nó mất hết uy tín. Uy tín nó quan trọng lắm ạ. Vâng, em xin phép em chào mọi người ạ.